cậu có tin không? Tin cái gì? Tin vào hoa hồng, tin vào những điều kỳ diệu. Tớ sẽ nói cho cậu biết, không nên tỏ ra si mê quá. Bình tĩnh. Bởi vì con gái bây giờ ấy, luôn luôn thích những chàng trai không quá si mê mình. Họ nghĩ rằng lão Quy này làm nhiều việc xấu xa lắm đây. Anh cứu bố em con, bố em đã khổ tự tử rồi. Giờ thế để phát thám tử này giúp cậu tìm ra sự thật. Bánh mì của hai chú cực kỳ ngon luôn, cả ba dê phát nữa. Vào chính tôi, ai người yêu sao tin vào nhau nhé, như tin nụ hồng ta hãy bên nhau mà.